Yeah. Nani? Ê, cái dạ. Đây. Dạ. Lấy cà phê đây. Chết rồi. Chở tôi đi ra studio. Bui 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 à? Lấy cà phê. Thằng quỷ lộn rồi anh ơi, lộn rồi anh trai. Lộn rồi, thằng ơi. Thù đau nè. Thiệt tình. Hello anh. Anh vừa đang định đi đón mày luôn đây. Làm hết hồn hết vía. Em qua đây cho có chút bất ngờ. You know Big Boy. Xin chào các bạn cùng đến với chương trình OK lên xe. Và ngày hôm nay khách mời của chúng ta là You know Big Boy. OK em, em muốn đi đâu anh sẽ chở em đi đó. Yeah, You know Big Boy, Trần Thế Vinh in the building baby. Let's get it. Let's get it. Bùi bùi bùi. OK lên xe. Show one OK lên xe. Nhưng mà đi thì mình phải lúc nào mình có âm nhạc cả. Anh rất là đó là hào hứng khi mà hôm nay có em để mà anh được nghe trực tiếp cái bài Không Dám Đâu em hay tặng anh rồi không? Dạ ok anh. Ok. Bây giờ đến với OK lên xe. You know Big Boy sẽ tặng chúng ta một cái bản, một cái verse khác của Không Dám Đâu. Em cũng phải học bài. Sao nó nhẹ quá vậy? Shout out to Tom producer. Let's get it's your brother baby. Pui 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 pui. Anh còn phải học bài và còn chơi game giải trí. Không phải là dân chơi nên mấy em đi ra đi. Bận chăm sóc công ty nên không hề chăm mai thuy. Chỉ thích việc lắc đây bay tình ca và pha tìm melody. Yeah, mấy anh bạn beta này thường hay lạ lôi. Chơi vừa thôi không lo học hành kêu lạc lôi. Mẹ cầm chỗ ở nhà nên thôi anh từ chối. Vẫn là chơi ngoan anh không hút. Bang, không chơi đâu đâu. Anh say no no. Anh không dám đâu đâu. I gotta go go. Mấy thằng bằng lại bao lâu lâu. Tí vào lại slow mo. Còn cả đông việc phải mau mau. Thôi anh không chơi đâu. Bao lời mời gọi anh vẫn clean clean clean. Không tha hóa yêu thiên nhiên. Cây hoa lá không tha thu trên da và là công an của bà. Pui 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 pui. Đâu đâu em còn phải học bài bài bài. Không dám đâu đâu đâu. Mai còn phải học bài bài bài. Không dám đâu đâu đâu. Một còn phải học bài bài bài. Không dám đâu đâu. Ngày kia còn phải học bài. Đâu 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 đâu. Vẫn còn clean, vẫn còn on stage. Vẫn còn bận rộn make money all day. Play with my crew, vẫn làm nhạc hăng say. Hater hater, gay da the my way. Khá là lì, mấy con nít cũng nói dân chơi nhiều ha. Bad boys ở đông ha, tôi đã theo người ta. I'm a good boy, đừng anh bình ga. Anh đã nói bao nhiêu lần, anh đã nói là anh còn sợ mẹ la wow. Không cần những thứ đó như em, để anh vẫn ngầu mà wow. Thích làm việc trên store, quăng tống thời gian đi la cả wow. Khi em còn ham chơi dầm chân thì anh đã đi xa wow, 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 wow. I'm a good boy, I'm a good boy. I'm a good boy, anh vẫn cắt về flow. I'm a good boy, I'm a good boy. I'm a good boy, tự nhiên anh đi đâu. Đi tới show luôn thiêu thế old stay. Khi mấy em fan girl đứng bên dưới lung lay. Vẫn mẫu trong rap game, chiến đấu lấy giấy khen. Đâu ra để mà xem, baby I'm on my way. Let's get, get. Đâu, 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 em còn phải học bài, bài, bài. Không dám đâu, đâu, đâu. Mai còn phải học bài, bài, bài. Không dám đâu, đâu, đâu. Một còn phải học bài, bài, bài. Không dám đâu, đâu. Ngày kia còn phải học bài. Đâu, 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 đâu. Wow. Yeah. Tiếp hả? OK lên xe. Yeah. Cùng với anh Trương Thế Vinh. Nga chicken on the main. Yeah. Alright, OK, OK. Oh, yeah. Đây là lần đầu tiên mà em gọi là quất bài này trên xe. Em nghe em hát trực tiếp là thiệt nổi da gà luôn á nè, da gà còn nổi. Cảm ơn anh. Không, nó rất là đã. Cái bài này em viết xong nghe nó cảm thấy năng lượng phấn khích mà anh thích quá thích. Thật sự là cái bài này ngay từ lần đầu tiên anh nói là anh phải gặp được cái bạn này. Mời em được lên xe. Ok, ok, thank you. Thank you anh. Ê, đây là cái bài mà em dùng để casting cái rap Việt luôn đúng không? Dạ đúng rồi. À không, mà lên sóng là em dùng bài này đầu tiên. Đúng. Còn casting là lúc đó là em được nhận 5 cái beat xong rồi viết một bài khác nữa. Là casting bằng bài đó. À dạ, có thể đọc anh nghe một khúc nữa. Dạ ok anh. Không biết luôn nè. Không biết luôn ha. Cho mình đỡ phải chỉnh. Ok. Để em nhớ xíu. Để em nhớ xíu, anh đã quýt chật á. Để coi nè. Vô. Bang bang,
bang bang. Đến giờ vẫn còn lì với chất nhạc đang mang. Không ham mấy cuộc chơi đời tan hoang, lỡ mà có gì còn cả một gia đình để hoang mang. Freestyle không đến giờ bông chen thì sao? Qua bao nhiêu trận rừng bang không đến em vì sao? Straight up a kid ready for big bang account. Anh là người dễ hạt nở mầm để mày đang nhạc round. Whoa, never đi, I'm on my way. Đè bẹp tụi mày với sức kilo. Boom bap hay drop flow anh vẫn chay. You know đầu giờ đâu như domino. Khiến fan tan chạy như microwave. Nhiệt thiệt mỗi lần đi show. Hay đời diễn sâu cuốn cùng quay. Nhà sạch hết tụi mày như Torico à mà original. Fake rapper hot lên nhiều ông no. Là mấy bạn biết đây được tay ti ti ti. Thôi thì để anh chỉ cho mấy flow. Flow anh đấm đá như Kara. Tê, thằng nào đừng vô sư gồ má. Ê, you know big boy đưa nà ná. Ê, you know big boy chị bra. Ê, let's get. Anh thấy em cũng cùng một cái cá tính trong giữa hai bài luôn. Yeah. Mà cũng không cần phải chơi mà mình vẫn là đam mê với cái âm nhạc của mình. Yeah. Hình như là cái này là anh thấy là mọi người nghĩ rap là cái gì đó quá chơi bời đúng không? Anh thấy em đưa cái thông điệp đó khá nhiều trong cái những bài hát của em. Dạ. Yeah. Tại vì em thấy tại vì trước em nghĩ là do xu hướng sau này. À. Không mình trước đây rồi, trước đây cũng có nhưng mà em không thấy nó thịnh như bây giờ. À. Ở bây giờ em thấy tại vì trước đây vẫn có nhiều bài nói về nhiều vấn đề xã hội rất là hay. Rồi nói về những cái tôi của bản thân, nói về những cái gọi là sâu thẳm của con người dạng vậy. Hoặc là về cơ bản chỉ là đơn giản là về cách họ quan sát về cái Sài Gòn hoặc là cái cuộc sống này thôi. Đó, nhưng mà sau này thì em nghĩ là mọi người thích viết những kiểu nhạc ăn chơi hơn. Tại vì kiểu nó quẩy, nó vui này nọ thứ. Nhưng mà trong đó anh thấy em viết có cái câu microwave, em là fan microwave luôn hả? Có không? Anh cũng thích microwave. Dạ đúng rồi. Dạ, lúc trước em có nghe vài, em không phải fan mà em có nghe vài bài. À. Dạ. Tìm lại rồi. Dạ đúng rồi. Okay. Rồi. Nào anh viết cái bài nó có tên anh với. Để em nhớ để em coi coi. Là anh là anh có gì? À, gì gió nè ta? Tình yêu hoa gió. Tình yêu hoa gió đúng rồi. Yeah. Hôm nào em sẽ link cái đó. Ừ. Nhưng mà anh em nhớ là vừa rồi anh có ra bài nữa mà anh ra bài Ben Ben Happy. Happy. Dạ. Em muốn gọi anh là TTV. Ôm em mơ. Ví dụ vậy rồi. Dạ. Là anh biết rồi, em nói với anh rồi. Ok anh. Em chơi cái rap này bao lâu rồi? Tính ra thì nếu mà em chơi thì chắc tầm cũng được gần 10 năm. Ừ. Dạ. Wow. Dạ. Em chơi lúc em mấy tuổi? Em nhớ là năm lớp 8, lớp 9 là bắt đầu em viết những bài đầu tiên. Ừ. Sau đó kể từ cái bài đầu tiên đó là giống như em tìm thấy được một gì đó của mình á. À. Sau đó em bắt đầu em viết đến tận hiện tại luôn. À. Dạ. Em chắc chắn anh biết là em sẽ không bao giờ quên được cái bài đầu tiên đó. Em có thể... quên chứ anh, quên chứ anh. Ê, cái bài nó rất là giá trị nha. Có thể nào share anh một đoạn nào đó của bài đầu tiên không? Nhưng mà nghe nó chuối lắm, nghe nó chuối lắm. Chính vì nó chuối anh mới muốn nghe. Trời ơi. Yeah. Để em nhớ đó là bài đầu tiên luôn là em viết cái gì đó cái ghê lắm anh rồi. Gì màn đêm hiu hắt, bóng đèn lui xuống gì. Đó. Ok. Đó. Bước từng dịp bước này, đêm nay bước từng dịp bước ta bước qua đêm dài rồi bước từng dịp bước ta gì đêm nay tùm lum mít á, nói chung là nghe ghê lắm anh. Ghê lắm. Nhưng mà mình phải công nhận phải từ những cái đó. Dạ đúng rồi, từ những cái bài đầu tiên, những cái bài mà em giờ em đọc lại em sẽ bị nổi da gà. Dạ, đúng không? Dạ. Những cái memo ngày hôm nay. Dạ đúng rồi, đó là lý do mà em không bao giờ bảo ai rap dở hết. Dạ. ý là mình nghe cái bài nó dở thôi. À. Nhưng mà con người họ thì chưa chắc là nó dở. À. Đến một ngày nào đó thì tại vì đến một ngày đó thì dở hoài nó cũng sẽ hay. À. Dạ. Còn dở hoài luôn thì em không biết. Thua rồi. Oh man, 10 dạ. năm rồi. Vậy thì bây giờ cái lúc mà khi em thêm tham gia rap Việt, em có nghĩ là rap Việt sẽ mang lại cho em một cái đối với anh nó là một cái hào quang nha, một dạ. cái bước nhảy vọt. Trong cái sự nghiệp mà bây giờ cái này không phải là công việc của em đi, mình cứ tạm cho đây là một cái đam mê thôi. Dạ. Thì nó cũng nhảy vọt lên, nó thay đổi dạ, cuộc sống mình chứ. Dạ. Lúc đó em cảm thấy sao em nói anh nghe quá. Sung sướng. Sung sướng. Khi mà không dám đâu được phát sóng đúng không? Dạ đúng rồi.
Em còn nhớ là lúc mà đăng bài Không Dám Đâu lên, lúc mà đăng cái casting tập 1 lên á, là lúc đó em còn không coi, lúc đó em chưa coi nữa, tại vì lúc đó em đang đi quay, lúc đó em nhớ em còn đi quay ở bên đi quay quảng cáo cho bên kia, thế xong lúc đó đang quay xong về tới nơi thì em biết hôm đó ra tập đó rồi, tập 1 rồi, xong em về em mới coi, thì đúng cái lúc em về em coi thì em thấy là trong đêm đó thôi là bắt đầu Facebook em nó nổ. Nó bánh xác luôn mà em không thích ứng được, anh hiểu không? Có nghĩa là cả người cười, người quen, người thân, rồi những bạn bè họ nhắn, rồi xong rồi kết bạn các thứ. Từ bao nhiêu follow lên bao nhiêu follow? Lúc đó em nhớ em có 900 mấy gần ngàn. Lên lên cái vèo cái là lên tới mấy chục ngàn follow luôn. Rồi em không biết thích ứng làm sao, rồi em sợ là có những anh chị kiểu hoặc là mình biết rồi mình miss đi, mình đúng miss không? Đi mình không biết là họ kết bạn tại vì quá nhiều đi. Xong rồi em bấn loạn, em cứ làm gì vậy ta, giờ nhắn cũng nhắn không hết, rồi lướt kết bạn thì tìm thì cũng quá trời rồi, giờ sao giờ ta, tại em sợ là kiểu họ nghĩ là mình chảnh chè và đúng rồi xong cái là bắt đầu mình bơ cái no, quá nhiều thứ. Đêm đó tất nhiên là em vẫn ngủ. Ủa kỳ vậy, anh đang chờ nó là mất ngủ đồ chứ em ngủ không? Em thức khuya thôi, cơ thể em cũng dễ thích ứng. Bây giờ có cái bài nào và thêm bài nữa chứ hả? Bài gì anh thấy em fit chung với lại ai ta, Min nè. Bài dạ, Mlem. Và bây giờ là Mlem với You Know Me không vui, làm gì làm biết nhưng chưa xong xuôi, mang theo lo lắng bừng bừng, mặt mũi sưng sưng, chân bước đi trông như ma cà tưng, nhìn xem tóc rối bù đầu, thấy sao mà chán ghê, não thì định công tâm chẳng e chề, mút đang chậm đấy, bụng thì reo reo, nghĩ ngợi lem lem nút, âu sầu trôi theo, ai biết mai kia sẽ ra sao, nên ta cứ ăn cho quên hết rồi tính sau, chỉ cần no năng lượng chạy về, cân hết chuyện nặng nề, hạnh phúc là ăn ngon đó bề bề, tìm bao vị đắng chua cay biến thành gia vị quan và son, gom bịch mù đổ vào trộn món mùi vị thật ngon, nước đun sôi món đã chín. Nỗi buồn bay hơi, ngon về kêu, ngon về lêu, đến đây ta sơi sơi. Ok. Pui. Ok. Yeah. Bây giờ mình tập trung một động tác đi, đâu? Em chỉ tác anh. Có bài nào mình có bài mới mình nhảy chung đâu? Có cái động tác nào em? Ôi, chắc có nhưng mà nhảy thì em không biết lắm, tại đó giờ em không. Anh nghĩ động tác đi, tại vì em không có thường nhảy lắm. Ok, vô nhạc đi. Vẫn biết thử nhạc mà tao yêu. Lỡ bài. Quên rồi. Vẫn biết thử nhạc mà tao yêu. Ok. Rồi, lại nha. Không có bài. 1, 2, 3, 4. Vẫn biết thử nhạc mà tao yêu. Vẫn biết nhạc không hề cao siêu. Baby, I'm still on my way với con người cũ cho dù có kiếm được bao nhiêu. New life, new money, tưởng đã ổn sống không cần âu lo. Nhìn lại, xem mình có gì, nhưng chỉ thấy mỗi cái bụng màu to. Vậy thì tiếp tục như không có gì trong tay. Vậy thì tiếp tục kiếm thêm nhiều hơn hôm nay. Nghĩ xem muốn gì tao cũng không biết nữa. Nhưng lại muốn có thực như nên là nay. Đó, dạng vậy, demo, có chút ép gì thôi à. Vậy hả? Dạ. Ok. Nhưng mà anh thấy nó hay làm sao em kêu không hợp rồi em bỏ sao uổng vậy? Tại vì cảm giác ban đầu thì em đang viết xong mà em bị khựng lại. Khựng vì lý do khẩn, gì? Khi mà em bị khựng lại cái gì đó thì em luôn muốn biết là tại sao nó lại khựng lại vậy. Tại vì tự nhiên em cảm giác thôi. Khi mà mình ráp bài này mình thử thì mình cảm thấy là cái miệng mình nó cũng hơi gò bó. Nó cũng đang gò bó. Rồi kiểu viết thì cũng không được lưu loát, không được thoải mái. Kiểu em cứ suy nghĩ là suy nghĩ tại sao nó như vậy. Chứ xong rồi em mới nghĩ ra là tại vì mình không thoải mái khi mình làm chuyện này. Nên là mình đừng có gò ép mình nữa. Thì cứ thoải mái thôi, nên là em mới quyết định là bỏ nó. Có thấy tiếc không? Không đâu hả? Ban đầu trước khi bỏ thì em suy nghĩ cũng nhiều cái không biết có nên bỏ không ta. Tại vì dù gì cũng đã viết rồi, cũng đã làm beat rồi. Có nghĩ... bao nhiêu bài mà em đã từng bỏ như vậy? Chắc tầm 5-6 bài gì đó, ít lắm, ít. Thì mình lâu mình hát hết ngày hôm nay. Em không nhớ nữa, em không nhớ những bài đó nữa. Thì bỏ là cái là em để ý lại thôi. Xong rồi sau này cần thì em sẽ có cái dùng.
Dạ. Yeah. Anh thấy cái bài hồi nãy kia với cái tiết tấu rồi nó hay đó. Dạ yeah, đúng rồi. Nhưng mà đúng, nếu như mà em cảm thấy là nó không đúng là những gì mà mình đang thật sự trong người mình á. Dạ. Yeah. Cái đó anh rất là hoan nghênh. Dạ. Cái đó nó mới tạo được em. Chứ còn anh sợ nhất nghệ sĩ mà cứ phải biến mình thành người khác á. Dạ. Yeah. Nó khổ lắm em. Thấy. Yeah. Cái khả năng freestyle của em chắc cũng tốt hả? Không, nó hơi tệ. Yeah. Tại vì em ít freestyle lắm. À. Yeah. Em có hay kiểu pedal không? Rap pedal đâu. Dạ không. Hồi pedal nếu mà viết bài diss thì hồi đó có. Yeah. Hồi diss trước có. Không? Dạ, diss cũng căng lắm. Bây giờ mình diss thử một bài được không em? Để thử nha. Ok. Yeah. À, mình cũng biết luôn nha. Mình biết luôn hả? Thì, ok em ơi. Ăn nào. Có biết rap thì nó sung hơn. Ok. Biết thử một cái. Ok. Sài Gòn, Sài Gòn tính ngưỡng. You're not a rapper, you're just a rapper. You're not a rapper, you're just a rapper. You're not a rapper, you're just a fake rapper. You're not a rapper, you're just a rapper. Cứ vì coi tụi tao là rapper thì trường vì tao để quan tâm tụi mày từ đâu. Đang trường còn phải mua nhạc tao thì mấy thằng nhóc tụi mày tao bỏ túi lắc từ lâu. Tính tao ương bướng đường tao đi, thằng nào cản tao cán nét để thêm nhìn lại đằng sau. Với số kilo tao đè bẹp hết lũ gánh ghét cơ bản trình độ đều bằng nhau. This my flow, lưu đi tao đến cần phải tâm sâu. Khi tôi đã thức dậy làm việc thì lỗi tụi mày đang nằm đâu. Sao bữa tiệc tụi mày tính đi với đông nô mà khi đây sẽ khước. Tao vẫn tiếp tục kêu con biết đây nào là nhạc bán một lần lượt. I'm so it. Dạ gần đây tụi mày đang rap của vợ như vậy và tụi mày nghĩ điều đó là squat. Snap bắt đầu trên đầu đứa có trên tay làm nhắm về câu vô nghĩa lừa pha tụi nó có tưởng như vậy là squat. Trước mặt mọi người mày chơi SG tụi tao làm nhạc trong showbiz. Sau lưng nhắn tin xin xỏ anh ơi cho em fit với làm như tao không biết. Tụi tao mở màn lễ hội mật ngữ 12 trong sau nên tụi tao không tiếc. Đứng sân khấu lớn hầu lờ SG Bader tụi nó đứa nào cũng phải biết. Mày dạy có những phút ăn đi của tao, những thứ tao có được mày lại khác cao đầy được đầy thì muốn. Mr. Vừa rồi tôi tung ra cả 9 bài, chỉ cần một bài đã dư ăn tư nước sống tụi mày trong khi mày còn ngồi cuốn. Cầm đi tao làm những gì tao muốn, tao sẽ lấy đam mê kiếm thật nhiều tiền để dư giả xăm gấu chen. Dù là anh đợi sâu biết vốn làm tới tao thích, nhưng chắc chắn một điều tao định đỉnh hơn tất cả đám tụi mày man. Yeah. Em tức ai mà em cũng dữ quá em trai. Hồi đó thực sự ra là em hồi đó em làm phong trào cho vui thôi. Chứ không thực sự là sau này em không làm nữa thì cũng không có ghét ai nhiều lắm. Ừ. Hồi nhỏ thì em có kiểu cũng hồi đó thì cũng có không thích người này không thích người kia. À. Nhưng mà đến lúc sau này cái kiểu là lúc mà mình viết mình cũng không có thực sự là quá bực tức mà mình chỉ viết cho có thôi. À. Rồi sau này em nhận ra là người ta có làm gì mình đâu. Yeah. Em. Dạ. À, năm nay là em nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 96, 21 vậy 25 là 25 tuổi vậy. 25 tuổi. Dạ. Sao lấy vợ sớm đi? Hả? Suy nghĩ sao lấy vợ sớm nói anh nghe coi. Tại cái việc em cưới. Đó là việc em muốn làm là việc em trao cho bạn. Em trao cho vợ em một cái danh phận cho người phụ nữ đã ở với mình từ lúc mình không có gì. Ừ. Luôn chăm sóc mình. Ừ. Đến khi mình có gì á thì tại vì quen nhau thì anh biết phụ nữ họ sẽ thường ghen. Ừ. Rồi kể cả có bạn nữ add friend hoặc là mình thấy bạn nữ này có nhiều bạn chung hay như thế nào đó mình add friend lại. Ừ. Thì họ cũng sẽ có một cái khó chịu trong lòng. Ừ. Hoặc là kiểu mình không đăng hình họ thì họ cũng sẽ khó chịu trong lòng. Ừ. Đó nên là em muốn cho đừng khó chịu gì hết. Ừ. An tâm đi. Đó là bởi vì em mới quyết định cưới. Dạ, tại vì trước đối với em thì trước sau thì cũng phải cưới thôi, trước sau thì cả cưới. Thì cứ trước cứ sau cũng vậy. Tốt thôi. Dạ. Đúng. Không sớm thì muộn mình cũng phải lấy vợ đúng không? Tại năm ngoái em cưới giấy, ký giấy luôn rồi. Giờ nói cho vui chứ đâu khác được đâu đúng không? Dạ. Tại vì năm ngoái là đáng lẽ em cưới. Ừ. Xong rồi bị dịch, bị tình hình dịch á. Ừ. Cái em không cưới được, em tức quá. Em với vợ em ký luôn. Ra ngoài phường, lên trên phường em ký giấy luôn. Wow. Ký giấy cho đẹp.
ngày cái giấy nó hồi hộp em bút sao gà chết lúc đó tâm trạng sao nó nghe. Em không biết là do em ít suy nghĩ không, bình thường em không suy nghĩ gì hết á, mà em không biết là do em không suy nghĩ gì hết nên là như vợ em á thì kiểu hồi hộp không ngủ được. Ăn ra ký giấy cũng ăn mặc rất là đẹp cái thứ, em nói rồi lên phường mà có phải đi đâu đâu, lên phường ký giấy ký tên nữa mà. Thì em chill lắm, em lên trên phường xong rồi cung cấp thông tin rồi điền thông tin xong cuối cùng em ký cái rẹt, đưa ra cái em ký giống như là kiểu ký hợp đồng ký hợp đồng thì ký cái rẹt xong. Bé này nó mạnh quá, tính hù nó kêu là thế này thế kia mà cuối cùng nó hả, nó chắc cứu nó không có biết sợ cái gì hết trơn à. Thôi được, anh thấy em thì là đủ tự tin, là anh tin là em sẽ có một cái cuộc sống nó sẽ hạnh phúc đấy. Ok, với ok lên xe của tụi anh á thì thật sự là không có đơn giản là nói chuyện và hát không thôi, em hiểu không, mình phải có một cái thử thách nữa. Bây giờ đơn giản lắm, anh thấy là em nặng chắc cũng 120kg hả? 110 thôi, 105 thôi. Em nặng em khoảng tầm 30kg chứ mấy. Dạ yeah. Thì bây giờ anh muốn thử vật tay với em chịu không? Em cũng gọi là tập thủ đứng top trong trường em đó. Ghê hả? Em là đứng top vật tay đó. Mới vô hù ghê hả? Em phải trả thù vụ anh hù em chứ. Ok. Thế bây giờ nếu mà so về ký là chắc chắn là anh nghĩ là em ăn rồi. Khó chịu nổi. Thì bây giờ em có cái gì đó kiểu mà ý anh là kèo kèo nó hơi chấp tí đúng không? Kèo sắp kèo lại chứ chơi thẳng quá thì anh thấy hơi thiệt thòi đúng không? Tính toán tí rồi. Anh giờ này còn tập tạ không? Không. Anh ốm yếu lắm. Anh chắc em nghĩ em hạ anh trong vòng mấy giây, em nghĩ là trong vòng em đang suy nghĩ chuyện đó luôn á. Vậy à? Là em sẽ chấp anh là em sẽ hạ anh trong vòng 5 giây. 5 giây hả? 5 giây hoặc 6 giây tầm đó. Tôi mà nó nói muốn hạ anh trong vòng 5 giây quý vị tin được không? Em cao thủ mà, răng cao thủ mà. Rồi bây giờ nè, cái người nào mà thua là phải chịu thử thách của chương trình. Anh nhiều khi anh thua hoài à, mấy tập trước là anh bị thua, anh bị hại hoài. Nhưng mà mình đã lên xe của anh là mình phải chơi hết mình nha. Ok. Ok anh. Thử thách thì lát nữa anh nói, bây giờ mình vật tay trước đi. Tấp xe vô lề mình chơi. Tấp xe vô lề quất liền luôn anh. Quất luôn như 5 giây à, 5 giây à. Mình có gỡ là được. Không, không gỡ gì. Bút xa gà chết, máy chạy hết trơn rồi em ơi. Đây. Oh no. Ok. Tại giờ này em nhà em chơi game em hay gáy lắm rồi. Giờ chết em rồi. Sợ đâu, chơi gì sợ gì. Ok. Đây nha. Rồi ok. Em nhớ lại cảm giác thời huy hoàng của em lắm đó. Pam. Pam. Ok. Anh cũng có cơ bắp quá vậy. Bắp đâu. Chơi nha. Ok. 1 2 3. Mà... quá 5 giây rồi ông nội, em chơi hai tay muốn sụi cái tay người ta. Đấy, nhưng mà tại chắc là tại em ngồi không có thế á. Thế không? Em ngồi không có thế á. Thôi thua là thua, không nói nhiều. Thưa quý vị, you know big boy đã không giật được voi biển. Anh đã trụ được qua 5 giây. Và bây giờ, you know big boy sẽ chịu thử thách của chương trình OK lên xe. OK em ơi. Bởi vì em đã thua thử thách này. No. Bây giờ ở đây có rất là đông người. Thôi anh. Anh muốn em xuống đây nhảy một đoạn. Mình kiếm chỗ nào nó đồng không mong quạnh xíu được không anh? Không được em ơi. Đây. Đây anh muốn em nhảy cho tất cả những người ở đây xem. Mọi người nhìn rồi. Em ngại lắm. Hả? Em ngại lắm. Năn nỉ anh đi. Dạ năng nỉ. Anh Vinh già đi voi. Em vẫn già. Dạ. Ok. Thì giờ em ở đây là em mở cửa ra cái là em đứng em lắc cái là bắn thẳng em chạy đi luôn. Okay. Alright. Đây. Sao? Em muốn vắng anh cho em vắng được chưa? Ok. Đây là đồng cỏ xanh luôn. Ở đây không có ai cả, chỉ có chúng ta với những con bò dễ thương thôi. Ok, em đỡ ngại chưa? Chơi nha.
Bây giờ thử thách là vậy. Mở nhạc của em lên. Và em sẽ phải mở cửa ra đứng nhảy ngoài nắng. Hiện tại chúng ta là 12 giờ trưa. Cho em thử cảm giác là feeling on the beat. Ok. Gây chị không biết. Ok. Đây là cái phần mà nãy giờ em không thích nhất của chương trình mình đó. Chẳng thể nói, chẳng thể I swear I'll be there wherever you are. Chưa mà đi ra. Nặng quá, nặng quá. Đi ra, đi ra, đi ra. Người ta nhìn kìa. Trời. Wherever you are, có cách có bao xa cũng chẳng cần được đốt ta, babe. Wherever you are, dù bên trời bao la, thì anh sẽ cùng vượt qua, babe. Có những thứ đang đưa anh lên trong tâm trí. Ok, ok. Thử thách đơn giản quá, đơn giản luôn đúng không? Không. Ok, thank you, you know big boy. Ngày hôm nay đã đến với Ok Linh Xe và trải lòng hết mình nè. Quẩy hết mình hát tặng cho anh nghe. Nghe ở ngoài nó sướng, nghe audio nhiều lắm nha em. Anh rất thích cái cá tính của em. Chân thật và sống hết mình, hiền lành. Có nhạc diss người ta cũng không biết diss ai, cũng chưa biết cho thấy phong trào thôi. Hiền lành quá. Ok em. Và ngày hôm nay thưa các bạn thì Juno có đem thêm một món quà. Giống như những cái tập trước thì lần này bạn đem thêm cái gì vậy bạn? Tức là Hello. Hello. Ê, cái này anh cũng thích. Dạ. Yeah. Nhưng mà anh đừng có dành với mấy bạn nha. Để mà em tặng anh khác. Nhớ nha. Dạ. Yeah. Tại đây em mang có một cái à. Cái này là signature của em luôn đúng không? Dạ thì tại vì em thấy tại thường thường em mang ba lô nhiều. Nên là đợt đó em lên diện không giống đâu cũng là mang ba lô. Nên là nói chung là em thích ba lô. Anh thích cái nón hồng em tặng anh nón hồng được không? Nón hồng à. Tại vì nón hồng là của một người em may cho em. Nên là em không có tặng được. Trời. Nhưng mà em sẽ kiếm một cái nón hồng khác em tặng anh. Ok, nhớ nha. Dạ ok anh. Vâng, và rất đơn giản để chúng ta có thể có được cái món quà dễ thương này của You Know Big Boy. Là có chữ ký luôn ha các bạn. Bằng cách là các bạn hãy share cái link tập này, tag năm tên người bạn. Và sau 24 tiếng thì cái status nào được nhiều like, nhiều thả tim nhất thì sẽ được chính You Know Big Boy gửi đến tặng cho các bạn luôn. Yeah. Ok. Nhìn nè, chữ quá chất luôn. Cái cặp này được là hơi bị nổi nha. Dành tặng cho một bạn nào đó. Yeah. Ok, thank you Juno rất là nhiều. Ok. Ok, thank you mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại với chương trình Ok Lên Xe. Alright.